Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Tôi lại trở lại thăm lại cái phân xưởng chậu có tên là Đảo Chậu tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đây là cái phân xưởng chậu với những cái sản phẩm mà tôi đã làm chương trình tại triển lãm sinh vật cảnh huyện Hải Hậu. Khi tôi thấy một số những cái mẫu mã chậu rất đẹp được trưng bày giao lưu quảng bá tại triển lãm, thì tôi đã trở về thăm cái phân xưởng Đảo Chậu. Đây là hình ảnh của các anh. Chào vâng, anh xin chào anh Đảo nhé. Vâng, bác đã đến thăm cơ sở Đảo Chậu lần thứ hai. Vâng, anh tên là Đảo và anh làm chậu cho nên gọi là Đảo Chậu. Vâng. Cháu mới... đang là bốc những cái chuyến hàng để sáng mai đi sớm giao cho khách ở Thái Bình. À, tức là mình bốc sẵn đây. Vâng. Sớm mai là đến là sáng mai 4 giờ chúng cháu đã phải đi rồi. Chỉ có việc là nổ máy là đi thôi. Vâng. Một cái chậu này là cái một chuyến này là vừa nhỉ? Vừa lọt trong thành xe, thùng xe. Cái chuyến xe nhỏ này thì là ra sáng mai cháu giao trong huyện, còn xe to là đi giao đi tỉnh. À, thế cái này là chậu kích thước bao nhiêu anh? Cái này kích thước 1m22, 1m65 lọt nòng. Vâng. Cái màu chậu tôi thấy rất là nhiều người tán thưởng cái màu chậu của anh, nó cũ cũ cho hay đấy. Đấy, mặc dù chậu mới làm mà nhìn nó cũ cũ cho rất thích. Cái đặc thù là chúng cháu trộn màu vào trong bê tông để làm. Vâng. Nó như màu chậu gốm. Đúng rồi. Rất đẹp các bác ạ. Vâng, ta đến tiếp cái phía bên kia các anh đang bốc lên xe kìa. Sáng sớm chúng cháu đi. Vâng, cái chuyến này đi đâu anh? Đi Thái Bình. À, đi Thái Bình. Thế là bốc sẵn vào đây. Tài xế về tắm rửa nghỉ ngơi cơm nước. Sáng mai 4 giờ là lên được. Sáng mai đến 7 giờ là đến nhà khách. 4 giờ là chỉ có nổ xe là đi thôi. 7 giờ đến nơi để giao để họ còn làm vào buổi đầu giờ. Vâng, kê kích vào vị trí rồi đưa cây đến. Rồi hay đấy. Cái xe này thì chở được bao nhiêu bộ? Xe này nó chở 10 bộ. 10 bộ kìa. À dạ. Xếp 2 tầng. Kinh nhỉ. Vâng. Chở 10 bộ xếp 2 tầng, mỗi dãy 5 à. Vâng. Bác đến cái chỗ này để cháu giới thiệu là đợt này là vâng, và đây là tôi thấy anh có cái biển đây. Cơ sở sản xuất chậu cảnh Đảo Chậu này. Xóm 16, xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định. Đây là số điện thoại của cơ sở Đảo Chậu. 0948 061 289. Vâng, ở ngay bên đường tôi thấy các anh bày khá nhiều các cái loại mẫu mã chậu và cái sập này. Đây. Giới thiệu với này, bác Đỗ Sinh là một trong những cái đột phá của cơ sở Đảo Chậu là chúng cháu đắp những chiếc sập này để nâng tầm những chiếc chậu cảnh và làm cho những chiếc cây, những cái cây bỏ lên đây là nó sang trọng và nó đẳng cấp. Vâng. Mỗi một cái bể sẽ được bỏ lên một chiếc sập. Đây là toàn bộ là màu sắc già cổ. Trên sập là chậu mà đi đồng bộ với nhau. Vâng. Đều có cái màu sắc chung là già cổ. Vâng. À, ví dụ như cái màu dưới này tôi thấy màu sáng hơn này. Những chiếc này là màu sáng hơn là nó sản xuất trước, nó khô hơn. À. Cái này, là... nắng, à, cái này là thế là đoạn sau là đều cùng một màu tất à? Khi nó phơi nắng là nó cùng một màu hết. Vâng. Đấy. Và cái màu này được trộn vào bê tông rồi. Vâng. Khi làm rồi. Với đặc thù là những chiếc chậu giả cổ này là người ta trồng cây giả. Vâng. Nó hợp với cái ten của cây giả. Những cây nó có nhiều tuổi. Vâng. Đặc biệt quá nhỉ. Vâng. Chiếc chậu nào là cũng được đặt lên sập. Đây có cả những cái sập chậu dành cho chậu đó nhỏ hơn. Sập.
nét như hàng cá tay. Rồi. Vâng, và bây giờ theo chân anh Đảo, chúng ta đi vào thăm cơ sở Đảo Chậu. Đấy. Vâng, Hải Đường thì nổi tiếng về những dặn cau. Tất cả các cái ven đường là trồng nhiều cau lắm. Đấy, đây này. Đấy, cái phân xưởng chậu chúng ta đã đi vào để cùng nhau tham quan cái không khí hoạt động. Hay quá nhỉ, cái phân xưởng lại đặt ở ngay ven cánh đồng, cho nên bụi bặm và tiếng ồn cũng ít ảnh hưởng đến khu dân cư. Đấy, ven cánh đồng lúa này. Và đây là cái phân xưởng làm chậu mà chúng ta sẽ được qua ý kiến của anh Đảo anh chia sẻ cho là cái một ngày anh bao nhiêu công nhân anh ạ? Nhà cháu hiện tại bây giờ là 15 công nhân. 15 công nhân một ngày. Hết công suất. Vâng. Với rất nhiều kích thước mẫu mã. Và hôm nay bác về thăm xưởng này lần thứ 2. Vâng. Lại tiếp tục được gặp những cô gái chân dài. À, tức là chủ lực là những cô gái chân dài trong cái khâu sản xuất theo cái dây chuyền của Đảo Chậu. Từ lần bác về lần thứ nhất là Đảo Chậu là có cái biệt danh là sản xuất những chiếc chậu bằng những nghệ nhân chân dài. Vâng. Vâng, chào chị chân dài nhá. Tôi cứ nôm na tôi dùng từ cái gọi những người thợ tóc dài, nhưng mà anh ấy lại giới thiệu là những người chân dài. Vâng, đây là chị đang làm cái này có phải là cái sập không? Đây là cái bể mà cái khâu cuối cùng là đang tạo các cái chân. À, đây là bể. À. Đây là nó trồng ngược lên đây. Vâng. Đấy. Đấy, những nghệ nhân này nghề nhất của xã Hải Đường này. Ôi giời ơi. Vâng. Thế này thì những cái ông con trai đến đây mà theo dõi các chị phụ nữ làm này thì vâng. Vâng. À, tức là ở nhà thì là chân ngắn, mà đến phân xưởng chậu là trở thành chân dài. Ôi giời ơi. Thế thì làm ở đây suốt được, lúc nào cũng chân dài. Đấy bác thấy những đôi bàn tay điêu luyện nhất của xã Hải Đường. Đẹp quá nhỉ. Đây là cái chậu lớn hơn. Đây là chúng cháu đang tạo tác những khuôn lớn. Thì giới thiệu với bác Sinh là đợt này chúng cháu ra những cái mẫu chậu lớn hơn so với những lần trước. À đây à. Vâng. Đây là chiếc mẫu chậu này. Xin là kích thước nọt lòng là 1m35 x 1m9, có sập chân quỳ. Vâng, 1m35 x 1m9 trong lòng và có sập chân quỳ đi cùng. Anh đã có cái nào sản phẩm của cái cỡ chậu lớn này chưa? Đây là chúng cháu đang tạo khuôn, là chỉ trong vòng khoảng 5 ngày nữa là 5 ngày nữa là có đúng không? Còn đây anh đang làm khuôn. Vâng, đang làm khuôn. Tôi tưởng là có sản phẩm ra đời rồi, để tôi quay luôn. Có sập cho bác quay đấy. Vâng. Đây là cái sập lớn đằng này đấy à? Đây, cái sập lớn đây là chúng cháu vẫn còn chưa ra khuôn. Vẫn còn đang nằm trong... Để trong... khi mai ra khuôn bỏ chiếc chậu đó đi chốc. Ừ. Rồi. Đó là cái kích thước lớn mà mẫu mã mới do Đảo Chậu vừa mới thiết kế thêm. Toàn bộ là trộn màu theo núi cổ. Ừ. Những cái này là mới ướt, nó còn đang ướt. Cái này là vừa mới ra khuôn. Ít nữa là nó bạc hơn đúng không? Vâng. Nó đổi màu hơn. Đây là... Vâng, trong số các cái chị mà đội quân tóc dài đây thì chị nào có cái tuổi thâm niên làm ở đây lâu nhất? Tất cả những người công nhân này là gắn bó với Đảo Chậu từ những ngày đầu tiên đấy. Thế là bao nhiêu năm rồi? 7 năm rồi. 7 năm trời rồi, vâng. Anh có đóng bảo hiểm cho các chị đấy không? Hiện tại ở đây là nói chung là báo cáo với bác Sinh là các cái chế độ đãi ngộ thì cũng áp dụng theo cái tiêu chuẩn của nhà nước đấy. Vâng, đúng rồi, phải có cái sau này các chị còn có cái chế độ hưu trí hay mất sức gì đúng không? Và một cái phân xưởng, một cái thương hiệu lớn như thế này mà đấy, anh em đây này, ngoài cái giờ sản xuất ra chúng ta thấy có cái tiêu chí này.
sản xuất an toàn, tư duy phát triển này. Vâng, đây là logo của đảo Trọng. À, cái này tôi được quay ở ngoài triển lãm sinh vật cảnh Hải Hậu rồi. Và cái logo, cái thương hiệu này cũng hình như là đi khắp đất nước rồi. Đây là cái tiêu chí để. Vâng, đảo Trọng, nơi niềm tin phát triển. Hy vọng là chúng ta sẽ phát triển rộng khắp, phát triển càng ngày càng có nhiều sản phẩm mẫu mã mới xứng đáng với niềm tin của những người khách hàng đã tin dùng sản phẩm của đảo Trọng. Đây giới thiệu với này bác là đây với là nghệ nhân người Đức và nghệ nhân là đắp chim đây. Vâng. Đợt trước bác giới thiệu đây. Vâng. Nghệ anh vừa giới thiệu nghệ nhân gì đắp gì? Đây là một nghệ nhân chuyên là đắp chim đắp cò. À vâng, anh phải nói là đắp cò đấy, mới đắp chim. Đấy. Chứ anh nói là một nghệ nhân nữ lại chuyên đi đắp chim. Biết chơi chim và đắp cả chim. Vâng đấy, tôi nói nguyên văn lời của anh đảo chậu nhá. Vâng. Đấy. Đâu đây là chị đang làm sạch thì có phải là đắp chim đâu? À chưa, chim húc ạ. À. Nó đã phải nặng con chim thì con chết. Nặng xong rồi bây giờ cháu lau ạ. À, lau cho nó bóng bẩy sạch sẽ đấy hả? Đẹp đấy. Còn đây là phần thủ công. Đây là ông đang gắn đĩa. Nghệ nhân người Đức à? Vâng. Chính tông ạ. Đức thì anh đảo chậu phải giả lương cho anh bằng đồng D-Mark chứ. Vâng đúng rồi. Dạ. Mà ở đây nó có hai cái nè. Bây giờ không có D-Mark thì phải giả bằng eo. Vâng. Ở đây nó Euro. Có cái hay cơ sở khác là cứ cuối tháng là có phiếu bé ngoan. À, à vâng vâng vâng. Mà riêng tôi thì phiếu cụ già mà chưa có. Vâng, tức là bây giờ phải in phiếu cụ già ngoan. Đúng rồi, già ngoan đúng. Vâng, phiếu bé ngoan thì có rồi nhưng mà chưa có phiếu cụ già ngoan. Vâng. Vâng, thế cụ già năm nay bao nhiêu tuổi rồi cụ ơi? Năm nay mới có ngoài 70 tí ạ. À. Vâng, 70 ạ. 72 ạ. Vâng, 72 tay cụ vẫn dẻo lắm, cụ vâng, làm khéo lắm. Cụ gắn bó với đảo Trậu này bao nhiêu năm rồi? Từ hồi thành đập ạ. À? Từ hồi thành đập, à vâng, thế là cũng mười mấy năm rồi. Vâng, mười mấy năm rồi. Đâu, nó bạc thì biết rồi. Vâng. Rồi, đây là quý... Đấy... Một cái chương trình chia sẻ với các bác tham quan lần nữa. À, trong cái dịp này tôi trở lại với đảo Trậu này. Đây là một cái sập rất lớn. Đấy. Và đây là cái cỡ nhỏ hơn mà... Đây là hình ảnh của một bộ song... hành này, trên là chậu bể này, dưới là sập đây. Vâng, đến đây này quan sát một số sản phẩm đã thành phẩm đi anh ơi. Còn cái phần xưởng mình quay thế là được rồi. Lần trước tôi chia sẻ thì cái báo giá cái bộ này là kích thước, bộ này kích thước bao nhiêu anh? Bộ này kích thước 90m3 nọt nòng, cả sập là 4 triệu. 4 triệu cả sập, hợp lý quá. Được rồi. Rồi. Rộng. Thoải mái. Mà vâng, và anh đảo chậu không những làm chậu, anh cũng chơi một số những cây cảnh nghệ thuật. Bởi vì anh làm chậu để bán cho những người chơi cây, mà anh lại không chơi cây thì đâm ra nó cũng người ta đến đây người ta không có đồng đội, không có đồng nghiệp của mình. Đấy, không có người cùng đam mê với mình. Đó là đam mê bonsai nghệ thuật. À dạ, cây sung. Ui trời trời trời. Đấy. Em bé có thích sung không? Con có. Thế là xấu hổ. Ngượng. Ui trời ơi quả này. Những cái dâu rất dài, nhiều quả quá. Trẻ con đứng ở dưới vặt được quả sung. Tí mời bác vào quay tít tận trên này, tít tận trên này lên, lên tại ngọn luôn các bác. Hay thế nhỉ?
Và nói cây sung này đặt ở cái chỗ mà ngồi uống nước ngắm cũng đã thấy sướng rồi. Rồi, tất cả các nhánh nha. Đấy. Nhánh này to nhất là nhánh chính thì đeo dây quả. Và cây sung ở dưới đất nhưng mà được xây bồn này. Cũng gần như trên chậu. Và đây là không gian chơi của đảo chậu này. Đấy, anh cũng có mua một số những cái phôi. Trong đó có cả xanh này, si này. Đấy. Sung này, đây là phôi sung. Tức là giới thiệu với bác Đỗ Sinh là cháu đang là làm 300 cây sung như này. 300 cây? Vâng. Úi dồi. Toàn cây cứ là cắt theo giật. Trường phái cắt giật. Cắt giật để nó ụi lại. Vâng. Hay quá. Cây này nữa. Ai ta 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 ta. 300 cây. Sau này nó mới hết cần cái sẹo này để đẳng cấp đấy. Hay là đây này, hay là sau tương lai là đây này. Đấy, rất nhiều quả đây. Ô. Mà cắt như thế này mà vẫn có quả nhỉ. Tí bán ra kia còn có cây rất nhiều quả. Mà quả rất nhiều luôn này này. Ừ, cắt chuột dịt này mà nhiều quả thế nhỉ. Đây này, 300 cây như này à? Và còn đây là những cái phôi xanh rất đẹp nhé các bác. Xanh Nam Điền, trực núi. Và sau khi thành cây không biết bao tiền đấy. Rồi. Sung đây. Đây, sau này là xử lý này. Đây này, ui dồi. Sau này khi xong là nó lên như này đấy, quả nó ken kín luôn này. Đợt này nó còn ít quả đấy. Cái giống sung này nó thế nhỉ? Sung lá dài các bác ạ. Nhưng mà lắm quả thế nhỉ? Đây này, trong ngoài này mất bao nhiêu là phôi sung ấy. Nhiều, cháu còn một khu vườn 5 xào sung. Rồi. Khế này là khế ngọt à? Khế chua. Khế chua. Rồi. Đã có một cái ao sen đằng trước. Đẹp quá nhỉ, phong cảnh đẹp quá. Rồi. Đẹp đấy. Ôi, cây ở bờ ao kìa. Ôi dồi ôi, nó mọc ở trong cái bờ ra, nó le ra mà nhiều quả quá nhỉ. Cây sung. Về mùa sen thì thơm lắm. Trước cửa có mùa sen, hồ sen, cái ao sen hay quá. Chứng tỏ lão này cũng chơi nhiều cây đấy, những cái phôi xanh này cũng dữ dội đấy. Này, đẹp. Nam Điền xịn luôn. Đây là một cây phôi trực núi là mới lên bể. Vâng. Đang tiếp tục tạo tác. Hàng của tương lai đấy. Được rồi. Đây, sản phẩm của đảo chậu đây. Đấy, được đặt như những chiếc sạc. Vâng, rất là tôn vinh. Tùng La Hán dáng huyền này. Vâng, ở chỗ này tôi thấy có cây rành rành này, cũng già, già cốc đế luôn này. Đấy, quả rành rành. Rất nhiều quả. Rồi. Mẫu đơn này. Và thấy có một cái cây xanh dòng mini này. Trụ lan này được ém vào cây lục vừng à? Cây lục vừng. Để sát vào cây lục vừng.
nó có một trụ gỗ riêng. Ai, cây lục vừng nó này muộn cục này á? Vâng, tích tụ phán lọc này. Ồ, hay nhỉ. Và với thời gian tổ chức một cái phân xưởng chậu hơn chục năm, đảo chậu đã có nhiều những cái đóng góp trong phong trào của huyện Hải Hậu về sinh vật cảnh, cũng như là những cái sản phẩm của mình đã đi mọi đèo đường đất nước. Đây là những cái đóng góp mà được công nhận của ban tổ chức triển lãm sinh vật cảnh lần thứ tư năm 2023 của huyện Hải Hậu đã trao tặng cho cơ sở đảo chậu với những cái tác phẩm của mình. Vâng, đây là giấy chứng nhận đạt giải vàng về những cái chậu và sản phẩm của đảo chậu được trưng bày tại triển lãm Hải Hậu. Cờ luân lưu và những cái giấy chứng nhận của ban tổ chức triển lãm về những cái tác phẩm, ví dụ như cây xanh. Vâng, với thước phim tôi xin kết thúc tại đây. Chúng ta vừa thưởng thức nét đẹp của những cái sản phẩm của đảo chậu. Đỗ Sinh xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.